Để tháo cái con này ra thì cực kỳ dễ dàng thôi, nhưng mà tháo nó hơi lòng ngoằng một tí. Các bạn tháo cả một cái mặt to này ra này. Cả một cái mặt to này. Từ đây là bắt đầu tháo thôi, như là tháo từ chỗ này là kéo cái vô lăng này ra dài dài ra. Sau đây là tháo cả cái tấm to này ra. Anh nhấc cho vào đi. Này nó toàn dùng lẫy thôi. Tháo cả cái tấm to này ra thì nó dễ tháo thôi, nhưng mà có những chỗ đoạn nó nhỏ, cần phải cẩn thận một chút, không còn nó gãy. Anh ấn vào này, ấn cái đằng này trước vào. Đấy, tháo thì đơn giản là thế thôi. Các bạn như mình đã mở ra. Chứ được vào bao giờ nó vào nó kêu nó cạch cạch cái này rồi. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu các bạn hỏng chiếc đầu này thì hãy liên hệ mình để sửa, hoặc tháo chiếc đầu ra như mình hướng dẫn để sửa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.